Việt kính chào khách quý. Ok, chào mừng các bạn đến với Loket Tâm Việt, là Sang đây. Thì hôm nay Sang sẽ cùng các bạn không đi tháo thùng hay là chúng ta sẽ không đi review về âm thanh cũng như là khám phá nội thất bên trong một chiếc loa nữa, mà hôm nay Sang sẽ cùng các bạn review và giới thiệu một sản phẩm mới cũng như là một món đồ rất hữu ích nha bạn nha. Thì với cuộc sống chúng ta hàng ngày sẽ rất là hữu ích luôn. Ok, các bạn có tò mò không ạ? Bây giờ hãy tò mò và chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu và khám phá ngay bây giờ nha. Oh no. Ôi không, hết pin điện thoại rồi. Mình sẽ sạc pin gấp, nếu không là không thể được gửi được cái file này cho sếp được. Nếu không gửi mình sẽ bị đuổi việc mất. Ok, sạc pin thôi. Ôi không, hết pin rồi. Ôi, sao sạc cũng không có vậy. Ôi, điện cúp rồi, làm sao bây giờ? Ngày mai tôi bị đuổi việc mất. Ôi không. Ok các bạn, mình là quay lại rồi đây. Thì vừa rồi một vài tiểu phẩm clip nói về những tình huống trong lúc chúng ta sử dụng thiết bị và các điện thoại cũng như trong công việc thì hoặc giải trí, thì vô tình chúng ta bị cúp điện bằng những thiết bị đó. Chúng ta đang xài mà hết pin chẳng hạn, và ngày đó chúng ta xui xẻo trong nhà chúng ta không có điện để sạc pin và sử dụng những thiết bị điện thì làm sao bây giờ? Ok các bạn, chúng sẽ có cách, các bạn biết gì không ạ? Ok các bạn, đây chính là sản phẩm chúng ta, chính là sản phẩm hiệu con ói mà nha. Rồi thì ngày hôm nay đây chính là sản phẩm mình muốn giới thiệu các bạn luôn. Ok, thì các bạn hãy cùng sang xem sơ qua hình ảnh của dòng sản phẩm này và cũng như là một vài clip tiếp theo nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Pin yếu rồi, cúp điện làm sao mà sạc pin đây? Mình có mua một bình điện chữ điện mà, tại sao mình lại không dùng chứ? Tê đen. Wow, loa mình đã đại pin lại rồi, mà mình tiếp tục mình nghe thôi. Nóng quá. Nhà mình có bình chữa điện mà, mình đã mua hàng phẩm này mà. Tên. Bình chữa điện tuyệt vời. Ôi không,
điện thoại hết pin rồi, mình phải làm sao đây? Nếu không mình không gửi kịp cho sếp, sếp thì đuổi việc mình mất. Bao nhiêu là tài liệu quan trọng? Ok, mình sẽ pin thôi. Ôi không, không lên pin. Ôi, cúp điện rồi, trời ơi. À, mình có bình chữa điện mà. Ôi ơn trời, đã có pin lại rồi, tuyệt vời. Cũng như là một vài clip nó để giới thiệu về sản phẩm mà mình sắp nói với bạn nghe bây giờ đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nói về sản phẩm này. Sản phẩm này của chúng ta chính là bình chữa điện đa năng nha bạn nha. Đây, bạn thấy không ạ? Khá nặng bạn nha. Ok, nó khoảng sắp xỉ 10kg. Rồi, thì dòng mà chúng ta có tên là EG003PB. Rồi, này là sản phẩm Power Storing Box. Rồi, thì các bạn đã thấy đúng không ạ? Đây, đây thiết kế như thế này thôi, nhỏ nhỏ mà còn thôi mà cũng khá nặng. Đối với con trai như mình thì mình có thể cầm được cũng được, chứ còn nếu mà các bạn nữ thì sẽ hơi nặng với bạn nữ rồi nha, thì các bạn nên nhờ bạn nam phụ nha. Thì cái này chúng ta sử dụng trong trường hợp như thế nào? Đó chính là trong trường hợp chúng ta cúp điện nha bạn nha, hoặc chúng ta đi xa những nơi không có điện, chúng ta sẽ mang theo cái này. Thì thường thường những cái nhà mà không có điều kiện họ sẽ sắm cho mình, hoặc cửa hàng hoặc những nơi kinh doanh lớn người ta sẽ sắm cho mình một máy phát điện cỡ lớn nha, chạy bằng xăng hoặc dầu. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một sản phẩm chúng ta sạc bằng điện và chúng ta chữa điện trong đây rồi nha. Nó tương tự như một cục sạc đa năng nhưng mà xài cho điện thoại, nhưng mà đây chúng ta sẽ đa năng và nó sử dụng nguồn điện xuất ra được 220V luôn cho các thiết bị như là quạt điện nè, rồi loa nè, như hồi nãy mình trong clip mình đã cho bạn xem đó bạn thấy không ạ. Hoặc là mình sẽ sạc nguồn điện DC 12V 5V cho điện thoại thôi, USB này kia, nó như thế mà nha. Nhưng mà nguồn đầu vào mình sẽ sạc bằng là nguồn điện trực tiếp 220V của gia đình chúng ta, hoặc là xài bằng năng lượng mặt trời nha, sạc bằng năng lượng mặt trời, tính năng này cũng đặc biệt. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái cổng cho bạn xem về cái cổng mà có các cổng kết nối đây rồi nha. Đó bạn thấy mà, đây mình đưa gần một xíu bạn xem. Đó, ok rồi, thì đây các cổng USB nè. Đó, như nãy mình sạc với điện thoại thì mình các bạn có thể sạc những cái cổng nào mà có, hoặc là sử dụng những sản phẩm mà đang xài cốc USB nhé. Tiếp theo chúng ta có cổng này, đây là cái cổng kết nối với cái đầu tròn như thế này bạn nha. Đó, ra nguồn điện 12V mà mình nối ra ngoài bạn nha. Ví dụ như bóng đèn đây, bên sản phẩm bên này thì người ta tặng cho mình luôn cái bóng đèn, bạn thấy không ạ? Cúp điện mà có bóng đèn này thì thôi là tuyệt vời, mình sẽ ghim thử bạn xem nhé. Đó, trước khi mình gắn vô, mình sẽ mở điện. Đó, rồi mình rồi mở công tắc. Đó, thấy mà tuyệt vời chứ bạn, nở như thế. Ok, ở ban đêm mình rất là sáng nha, các bạn đủ đèn để ăn cơm rồi. Rồi mình tắt bên đèn nè, rồi mình rút ra nè. Đó, khi bạn xài DC, nguồn điện DC 5V cổng USB hoặc là 12V cổng tròn này, thì các bạn nên nhớ là các bạn nút ấn mở công tắc nhỏ này nhé. Đó, như thế, đây là mở nguồn luôn mà nha, và xài DC. Rồi, còn AC thì sao? Rồi, chúng ta xài những sản phẩm và những thiết bị có tiêu thụ nguồn điện lớn trực tiếp như thế nào? Đây giống như loa, đây các bạn thấy mà, nó sẽ có 3 lỗ hoặc là 2 lỗ tùy cái điện gia đình chúng ta nhé. Và tiếp theo là và chúng ta phải bật công tắc lên cho bạn nha, thì chúng ta mới sử dụng được nha, công tắc AC. Đó bạn thấy không ạ? Còn gạt xuống là tắt nguồn điện AC bạn nha. Còn bật lên là mở nguồn điện AC, chúng ta sẽ sạc trực tiếp và sử dụng trực tiếp nguồn AC ở đây, được chưa? Rồi, đối với công suất thì dòng sản phẩm chúng ta khoảng là 200W bạn nha. Và tiêu thụ là 30A/giờ. Rồi, mình sẽ tắt rồi. Ok, bên này mình tắt bên này. Còn trên đây chúng ta có cổng là kích xe hơi, kích máy nổ cho xe hơi. Thấy không ạ? Đây. Còn trên này chúng ta có cổng sạc. Đây, cổng sạc chúng ta đây bạn nha. Đó, đây là đèn báo. Ok, thì nói chung là chức năng thì cũng đơn giản thôi bạn ơi. Ở trên đây chúng ta có tản nhiệt nè, giúp cho nó không bị nóng rồi nha. Rồi, mình đậy lại. Đó, rất là tiện lợi. Và trên đây chúng ta có màn hình điện thoại nha, đèn LED. Đây, mình mở lại cho bạn xem. Đúng thế mà. Hiện thị số vôn cũng như là lượng pin. Đó, bạn thấy mà. Và mức tải. Ok. Rồi, như thế thôi, cũng đơn giản. Mình tắt. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình để lại nha mày. Ok, cũng khá nặng. Đây thương hiệu dòng này sản xuất tại Trung Quốc mà nha. Thương hiệu con ó. Ok, bạn thấy bình nó đẹp mà, thiết kế đẹp mà. Vâng. Ok.
cái này thì trong trường hợp mà mỗi gia đình mà giống như nhà mình chắc chắn là mình sẽ sử dụng sản phẩm này để mà có mỗi lúc cúp điện, chúng ta không có thể sử dụng điện để cúp vài tiếng chứ mấy, đâu làm sao mà cúp hết một ngày một đêm nữa đúng không ạ? Mình trong những lúc đó chúng ta giống như quan trọng giống như chúng ta bạn như hồi nãy có clip mình về điện thoại á, bạn gửi clip, bạn gửi tài liệu cho sếp mà vô hình mà điện hết pin thì bạn mà ngày hôm đó cúp điện thì sao, xui như vậy thì sao? Thì tất nhiên bạn phải dùng đến cái này, có này đúng không ạ, để các bạn có thể sạc pin và gửi tài liệu cho sếp, nếu không ngày mai các bạn bị đuổi việc mất. Ok các bạn, đó chỉ là clip vui mà nha, và mình làm để có thể nói về chức năng của sản phẩm này rồi. Ok thì bây giờ sản phẩm này mình có một kiện nữa chính là sạc rồi nha, đây sạc trực tiếp. Còn sạc với năng lượng mặt trời thì chúng ta phải kết nối với năng lượng mặt trời qua một cái cổng riêng rồi. Ok bây giờ đối với ngoại hình mình, các bạn sẽ thấy ngoại hình về sản phẩm này đúng không ạ, thấy không ạ? Đây một cam mà nha, nhựa một cam, nhựa này rất cao cấp này, chắc chắn nè, đảm bảo độ bền của sản phẩm này, thiết kế cũng rất hiện đại mà có tay cầm, quay cầm sách rất là tiện lợi nha. Đối với các bạn nam thì sức bạn nam như mình thì sách được, thấy thoải mái và cũng không nặng lắm, nhưng đối với bạn nữ thì cũng khá nặng mà nha. Ok gần 10kg mà bạn. Wow rồi mình sẽ để lại đây. Ok các bạn, thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong về sản phẩm của bên mình là một bình chữa điện mới hiệu con ngó. Ok một clip giới thiệu về sản phẩm của chúng ta nhé, để các bạn hiểu rõ hơn về các tính năng của sản phẩm này và sản phẩm này dùng để làm gì và có lợi ích ra sao nhé. Giới thiệu về sản phẩm cũng như các chức năng và lợi ích của sản phẩm này rồi. Ok thì đến đây video giới thiệu sản phẩm này, giới thiệu về sản phẩm bình chữa điện của con ó kết thúc rồi. Cảm ơn quý bạn đã quan tâm theo dõi và hãy cho mình nhận xét cũng như đánh giá bạn về clip này hôm nay mình giới thiệu về sản phẩm này cũng như là các ấn tượng cũng như là bán gọi là chúc hay là khen gì cho bên mình, các bạn hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Rồi thì các bạn đừng quên đăng ký kênh Loa Cá Tai Vịt.com để theo dõi những video mới nhất. Và trong tương lai thì chắc chắn là bên mình sẽ cố gắng phát triển cũng như là ra những sản phẩm mới nhất, những sản phẩm hot nhất của thị trường. Thôi bye bye và xin hẹn gặp lại. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Loa Kéo Tai Vịt xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotaivit.com hoặc website điệnmaytaivit.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức loa kéo, giúp chúng ta am hiểu hơn về loa kéo và điện máy để mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kiến thức loa karaoke.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt. Khách quý vui lòng truy cập vào nguyễntonquốctính.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì khách quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Loa Kéo Tâm Việt kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.